đêm ở xứ này không giống như xứ Thái Lan hả? Có nước dừa rồi, có tôm yum rồi, có thể ăn được. Đây ăn bánh mì cheese con rồi chán thiệt. Đoàn không hẹn mà gặp. Đó, khỏi mất công đi vô này, mình cầm máy lớn quá nó bắt mình. Máy đẹp vô. Chào hàng trước. Dạ. À, gặp gỡ sau. Hả? Quen quá hả? Ok.
Yeah.